chiến lược khai trương truyền thông cho nhà thuốc mới. Hôm nay thì mình đang có mặt tại cái cơ sở mới của hệ thống nhà thuốc của nhà mình. Và mình muốn chia sẻ tới những bạn nào mà sắp chuẩn bị khai trương nhà thuốc hay là đang có ý định để mà khai trương một cái nhà thuốc mới, thì chúng ta cần phải có 4 cái điều như thế này để các bạn phải chú ý đến nhé. Cái việc đầu tiên là cái việc mà chúng ta cần phải truyền thông cái tờ rơi các bạn ạ. Nếu như mà mình muốn quảng bá cái sản phẩm của mình muốn quảng bá cái thương hiệu, cái nhà thuốc của mình, thì mình phải có một cái chương trình phát tờ rơi. Thì cái tờ rơi này các bạn nhớ giúp cho mình là khi mà mình muốn truyền tải những cái thông điệp, mình muốn truyền tải những cái nội dung làm sao để tới được với khách hàng, thì chúng ta phải làm một cái tờ rơi làm sao mà nó phải rõ nét này, nó phải truyền tải được cho những cái người khách hàng tiềm năng của mình đến với lại nhà thuốc của mình nhận được những cái phần quà. Thì khi mà các bạn làm cái nội dung ở cái tờ rơi như thế này ấy, thì các bạn nhớ cho mình là cái chữ miễn phí là các bạn phải làm thật là đậm. Và những cái nội dung nào mà mình muốn truyền tải tới cho khách hàng, như là cái chữ miễn phí này, thì các bạn muốn truyền tải cho khách hàng là mình tặng quà miễn phí cho khách hàng, thì mình phải làm đậm lên. Và những cái nội dung đó mình phải gửi tới cho khách hàng một cái thông điệp nó phải gần gũi. Mình muốn truyền tải cho khách hàng của mình đến nhà thuốc của mình nhận được những cái điều gì, thì cái việc mà phát tờ rơi như thế này nó rất là quan trọng. Thì các bạn, nếu như mà các bạn muốn là mình làm truyền thông phát những cái tờ rơi này tới tay khách hàng của mình, thì cái việc mà mình lên thiết kế này, cái việc mà mình truyền tải nội dung này và đưa cho khách hàng, mình phải có một cái quy trình các bạn ạ. Mình phải có quy trình thì đến lúc đó nó mới hiệu quả được. Cái điều thứ hai nữa là quà để mà mình tặng miễn phí nhé các bạn nhé. Khi mà mình đã có tờ rơi tặng miễn phí rồi, thì cái phần quà miễn phí mình cũng phải tặng cho khách hàng làm sao mà cái món quà miễn phí nhưng mà nó phải thật sự là giá trị lớn. Nếu như mà các bạn không có những cái phần quà mà nó có giá trị lớn ấy, mà khách hàng họ đến nhà thuốc của mình ấy, thì nó sẽ không hút được khách hàng đến và nó không giữ chân được khách hàng ở lại với lại nhà thuốc của mình. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là cái loa truyền thông. Cái loa truyền thông nó cũng cực kỳ là quan trọng luôn các bạn ạ. Cái chiến lược loa truyền thông của nhà mình thì gồm có loa phường này, gồm có loa để đi loa trên các cung đường, để làm sao mình truyền tải được cái âm thanh mình gửi tới cho khách hàng, người ta biết đến là ví dụ như ngày mai là nhà mình khai trương, thì mình phải truyền tải những cái thông điệp là ngày mai mời khách hàng đến hệ thống nhà thuốc để mà nhận cái phần quà miễn phí và đến tham quan nhà thuốc của mình. Thì cái loa đài này các bạn phải chuẩn bị kỹ cho mình. Khi mà mình dùng loa kéo thì là mình sẽ để tại cửa hàng, nhưng mà mình có cái loa để mình gắn vào xe máy thì mình sẽ lưu động, đó là cái phần mà truyền thông. Mình sẽ phải sắm một cái loa và cái bình điện để mình làm sao mà mình có thể là gắn vào đây, mình có thể truyền tải đi trong mấy ngày mình khai trương. Thì đây là cái truyền thông về loa. Cái thứ tư nữa là các bạn, khi mà chúng ta đã làm truyền thông về tờ rơi này, làm có chuẩn bị quà miễn phí để khách hàng đến nhà thuốc để lấy quà, và có truyền thông về loa đài rồi, thì chúng ta phải đăng những cái hình ảnh và những cái thông điệp để ngày mai mình trong cái hệ thống của mình khai trương, thì mình phải đăng lên fanpage nhà thuốc. Cái fanpage nhà thuốc nó rất là quan trọng các bạn ạ. Thế thì các bạn phải đăng lên bếp nhà thuốc và chúng ta phải chạy quảng cáo để cho nhiều người tiếp cận đến nhà thuốc của mình. Và khi mà mình đăng ở trên đó thì sẽ nhiều người tiếp cận đến, nhiều người biết đến nhà thuốc của mình hơn nữa, thì vừa truyền thông tờ rơi này, vừa truyền thông loa đài, vừa có hàng miễn quà tặng miễn phí và quảng cáo như thế. Thì bốn cái điều mà tôi muốn chia sẻ tới các bạn, khi mà chúng ta chuẩn bị khai trương một cái nhà thuốc mới thì chúng ta cần 4 cái điều đó nhé các bạn nhé. Đấy là những cái mà mình đang thực hiện một cái nhà thuốc mới của mình. Vì cái nhà thuốc này thì mình cũng rất là có những cái kinh nghiệm, khi mà mình mở cái này cũng đã là cái là thêm nữa rồi, nên là mình cũng sẽ có những cái kinh nghiệm hơn, nên mình muốn chia sẻ tới các bạn.
những cái điều mà mình đang làm tới. Nếu như mà bạn mà thấy nó hữu ích thì hãy like và hãy share để cho nhiều người biết đến cái video này hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình.